đã đến, hãy cùng Đinh Tị Books khám phá hộp quà đặc biệt nhất cho bé 0 đến 3 tuổi xem có gì thú vị nhé. Đầu tiên là cuốn sách Sách to ôm sách nhỏ, động vật ở nông trại. Cuốn sách tương tác với hình thức đặc biệt là những trang sách to ôm trọn những trang sách nhỏ. Cuốn sách sẽ giúp bé rèn luyện khả năng phán đoán, nhận biết về gia đình của các loài động vật và cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của cha mẹ dành cho mình. Đồng thời, cuốn sách sẽ giúp bé kích thích sự tò mò, khả năng tư duy logic và rèn luyện kỹ năng vận động tinh cho trẻ. Tiếp theo là cuốn sách Xây dựng thói quen đầu đời cho bé, con không đi ngủ đâu. Cuốn sách kể về một buổi tối vô cùng nghịch ngợm của cô bé không muốn lên giường đi ngủ. Cô bé đã có vô vàn những lý do để trì hoãn việc đi ngủ như muốn uống nước, muốn đi vệ sinh, muốn tìm bạn gấu bông hay sợ bóng tối. Tuy nhiên, với sự nhẫn nại, dịu dàng và tình yêu thương của người mẹ đã vỗ về động viên cô bé đi ngủ thật dễ dàng. Cuốn sách nhỏ này đảm bảo sẽ giúp các bạn nhỏ xây dựng thói quen đi ngủ thật ngoan ngoãn và đúng giờ đấy. Tiếp theo là cuốn sách Xây dựng thói quen tốt đầu đời cho bé, con không đi học đâu. Cuốn sách kể về bạn nhỏ có tâm lý rụt rè, không muốn đi học nên cậu đã nghĩ ra hàng tá các lý do và lo lắng của cậu khi phải tới trường. Cuốn sách với nội dung dí dỏm, minh họa ngộ nghĩnh và lời thoại dung dị sẽ giải thích cho con hiểu rằng ở lớp có nhiều niềm vui, rằng trường học cũng là ngôi nhà thứ hai của con, giúp bé có cái nhìn tích cực hơn về việc đi học. Tiếp theo là bộ quà tặng hết sức độc đáo và dễ thương như thẻ kích thích thị giác cho trẻ. Với hình ảnh và màu sắc bắt mắt, thu hút sự chú ý của trẻ, thẻ kích thích thị giác sẽ giúp bé học cách nhận diện hình ảnh, từ vựng mới, phát triển khả năng tư duy, tập trung và phản xạ nhanh. Tiếp theo là trò chơi đàn bồng cầm, để chơi mang tới những giây phút chơi thật vui nhộn với những âm thanh, giúp bé phát triển linh hoạt giữa tay và mắt và bồi dưỡng khả năng âm nhạc cho bé. Cùng là 3 tấm sticker theo chủ đề, động vật, trái cây, thiên nhiên, đảm bảo các bạn nhỏ sẽ rất thích thú đó nha. Hộp hè khám phá, thỏa chí tò mò dành cho bé 0 đến 3 tuổi là món quà tuyệt vời nhất ba mẹ nên dành tặng bé vào dịp hè này.